Từ đâu ta có duyên gặp gỡ, kết bạn thân bằng chớ làm ngơ. Bạn đó tôi đây cùng cha mẹ, từ khi trái đất thửa ban sơ. Xin chào cả nhà mình, chúng ta hãy cùng nhau lắng tâm và nhìn lại hành trình vừa qua nhé. Với tinh thần người đi trước thắp đuốc người đi sau và việc đào luyện ba gốc là hành trình cả đời, chúng ta những con người trăn trở về một cuộc cách mạng văn hóa đọc toàn dân, bản chất chính là văn hóa đọc bản thân, sẵn sàng cùng nhau xây dựng một môi trường tam bảo cho chính mình để cùng nhau chuyển hóa và lan tỏa đến nhiều người khác cùng hướng về ánh sáng. Để duy trì hành trình học tập suốt đời, phụng sự vô điều kiện, lấy giúp người là giúp mình, chúng ta đã chính thức đăng ký tham gia phụng sự hành trình văn hóa đọc vùng cao online ngày 2 tháng 12 năm 2023 và cùng nhau tham gia hội quân vào 19 giờ 45 phút thứ 6 ngày 8 tháng 12 2023. Tại hội quân, ở hoạt động ba gốc, chúng ta đã được thủ lĩnh Đỗ Quang Minh, trưởng dự án trí tuệ Việt Nam vào thắp đuốc với những lời trò chuyện tâm tình, ái ngữ đầy yêu thương và trí tuệ. Dạ, em cảm ơn chị Huyền Sâu. Mình xin chào tất cả các anh chị trong ban phóng sự của hành trình văn học vùng cao hải đảo biên giới 2023-2024. Rất là vui vì hôm nay được gặp lại cả nhà, nhưng không phải là hành trình K8 văn học đọc, cũng không phải là hành trình K5 chuyển giao, mà là một hành trình mới, là ban phóng sự của vùng cao năm nay. Thì hôm nay thì là một cái buổi mà đáng lẽ là mình không có tham dự, nhưng mà chị Huyền Sâu nói rằng là đây là hành trình rất là quan trọng và cũng muốn là chúng ta cùng nhau đồng hành để cùng thắp lửa cho tất cả anh chị em ban phụng sự. Thì mình cũng mặc dù là mình đang có cái lịch ở bên lớp Lục Hòa, thì tuy nhiên là mình cũng rất là muốn là kết nối lại với cả nhà để chúng ta cùng nhau chung tay. Thì hôm nay là một cái ngày mà chúng ta cùng nhau gặp hội quân đó. Hội quân để chúng ta cùng nâng đỡ, chia sẻ với tất cả những anh chị em của học viên của hành trình văn hóa đọc sắp tới. Thì ở đây thì có lẽ là hôm nay thì mình nói nhiều, nó rất nhiều về cái tinh thần phụng sự rồi. Thì hôm nay thì mình muốn nói về hai cái chữ thôi. Và mình nghĩ là hai cái chữ này nó cũng rất là quan trọng. Đấy chính là chữ nâng và chữ đỡ. Chúng ta thấy rằng là trí tuệ Việt Nam có 5 thói quen, thì trong đó có một cái thói quen là sống nâng đỡ. Thế thì chúng ta thấy rằng là nó có nâng và nó có đỡ. Thì tại sao mình lại nói hai cái chữ này? Vì thứ nhất là chúng ta là những người đi trước, thì chúng ta có một cái trách nhiệm là lan tỏa cho những người đi sau. Nhưng mà lan tỏa là gì? Lan tỏa là nâng họ lên và đỡ họ khi cần. Thì nâng tức là gì? Là mình nâng tầm, mình có một cái trách nhiệm là để có thể là nâng tầm cũng như là hỗ trợ cho mọi người một cách thật sự là kịp thời. Và nâng tức là hoạt động liên quan tới việc là mình phải kiến tạo, mình phải có cái trách nhiệm đối với tất cả các học viên mà của chúng ta đến với hành trình của mình. Còn cái thứ hai là đỡ. Đỡ tức là gì ạ? Đỡ tức là mình đỡ họ khi họ gặp vấn đề, mình đỡ họ khi họ có những cái sự khúc mắc, mình đỡ họ khi họ có những cái sự sai lầm, và thậm chí mình đỡ họ khi họ không tiếp tục đồng hành cùng với chúng ta trên hành trình văn vùng cao này nữa. Và mình thấy rằng là đôi khi là trong cuộc sống của chúng ta là chúng ta chỉ muốn nâng người khác chứ không muốn đỡ họ. Nâng tức là gì? Luôn muốn họ phải tiến lên, tiến lên, tiến lên. Nhưng mà không có một cái động tác là đỡ họ khi họ lùi đi lùi lại, đỡ họ khi họ gặp vấn đề và đỡ họ khi họ có những cái sai lầm nào đó. Và trong đây là cũng là cách chúng ta tương tác trong công việc, cũng là cách chúng ta tương tác với những người khác. Và đây cũng là cách mà chúng ta tương tác với con cái của chúng ta. Chúng ta luôn muốn tân nâng tầm anh em, chúng ta luôn muốn nâng tâm tầm con cái của chúng ta, nhưng ít khi mà chúng ta đỡ đỡ được cho họ, đúng không ạ? Đỡ tức là khi mà họ sai lầm, khi họ có những cái vấn đề, khi họ có những cái thứ chúng ta cần phải hiểu và thương, thì chúng ta cần phải có cái đỡ họ lại. Thì nâng lên thì phải đỡ xuống đó. Thì đây chính là cái ý nghĩa của cái từ nâng đỡ. Và mình nghĩ rằng là khi chúng ta làm ban phụng sự của hành trình kiến tạo văn hóa đọc vùng cao năm 2023-2024, thì rất là mong là cả nhà sẽ cùng nâng đỡ cho tất cả các học viên,
và tất cả các anh chị em học viên của chúng ta thì đều là các thầy cô giáo vùng cao, và rất nhiều trong đó là những người mà đôi khi không phải vì thật sự trong tâm can của họ muốn đi học, mà vì đôi khi là sự nhiệt huyết của người hiệu trưởng, sự nhiệt huyết của ban lãnh đạo mà đôi khi họ đến đây. Bởi vậy nên là rất cần cái sự nâng đỡ của cả nhà, rất cần cái sự nâng đỡ của chúng ta nha. Thế thì chúng ta nâng lên, chúng ta cũng phải đỡ họ đấy, đừng có mà nâng nhiều quá kiểu họ cũng mệt, đúng không ạ? Thế thì đây cũng chính là một trong những cái điều mà mình muốn chia sẻ với cả nhà. Và cuối cùng thì xin có lời tri ân tới tất cả anh chị em trong ban tổ chức, phụ trách các mảng về nhân sự, phụ trách mảng về truyền thông, phụ trách mảng về ban phụng sự, đã rất là nỗ lực trong cái quá trình từ khâu liên quan đến tuyển sinh, rồi gặp gỡ, và mặc dù là có nhiều rất là nhiều các dự án khác nhau, thế tuy nhiên là anh chị em vẫn vẫn dành thời gian cho văn vùng cao. Và đây là cái dự án mà có lẽ là đông anh em tham gia nhất của Chủ tịch Việt Nam trong trong năm. Lực lượng mà làm ban tổ chức của hành trình văn vùng cao năm nay là tận đến khoảng tầm 10 dự án, tức là lực lượng nhân sự đến từ 10 dự án đó. Thì cả nhà thấy rằng là từ hành trình văn kiến tạo văn hóa đọc, từ hành trình chiến binh ba gốc, từ hành trình Genet Talk, đúng không ạ, từ hành trình các hành trình của Chủ tịch Việt Nam, rất là đông anh em. Thế thì đây là cũng là một cái sự nỗ lực rất là lớn của anh em ban tổ chức. Và cái thứ hai nữa là xin tri ân tới tất cả anh chị em trong ban phụng sự. Chúng ta vừa mới đây thôi, đúng không ạ? Cách đây 5 ngày chúng ta còn là học viên của hành trình K8 văn hóa đọc và hành trình K5 chuyển giao. Và đến ngày hôm nay thì chúng ta đã trở thành một cái người đi thắp đuốc cho những người khác. Thì đây cũng chính là một cái việc mà mình rất là tán thán và rất là ghi nhận cái sự nỗ lực của mọi người. Mặc dù là sau khoảng tầm hơn 2 tháng đồng hành cùng với hành trình K8 và khoảng tầm hơn 1 tháng gọi lê lết cùng với hành trình chuyển giao, cũng không hề gọi là dễ dàng gì, đúng không ạ? Cũng rất là nhiều cái hoạt động rèn luyện. Thế tuy nhiên là chúng ta lại tiếp tục lên đường như thế này thì rất là đáng quý. Và một lần nữa thì xin tri ân tất cả cái công sức của mọi người, và chúc cho cái hành trình này sẽ một lần nữa là chúng ta sẽ có được nhiều cái bài học quý giá. Và đây là một cái hành trình gọi là thực chiến, hành trình thực chiến cái tinh thần phụng sự, để chúng ta có thể là thực hiện đúng cái tinh thần người đi trước thắp đuốc người đi sau. Rồi mình thì mình xin phép ngắn gọn như vậy thôi, thì cũng hy vọng là sẽ được gặp lại các anh chị trong các chương trình tiếp theo cùng với ban phụng sự và hành trình ban phụng sự vùng cao của chúng ta năm 2023-2024 ạ. Dạ, thì mình xin phép kết thúc ha. Dạ. Cảm ơn thủ lĩnh Đỗ Quang Minh rất là nhiều đúng không ạ? Sau khi trò chuyện tâm tình về lý do tham gia Zoom hội quân, Ban Tâm Pháp Huyền Sâu đã gửi đến chúng ta một video ba góc đã mang lại nhiều cảm xúc khó tả, thương cảm có, đồng cảm có, ngậm ngùi có, xúc động có, thậm chí có người đã bật khóc, sụt sùi, ướt đẫm hàng mi. Video ba góc như một lời nhắc nhở, truyền cảm hứng, truyền động lực không nhỏ đến mỗi người. Ngoài ra, chúng ta còn được kiến giải rõ và sâu hơn về ý nghĩa cũng như nội dung cốt lõi của hành trình. Hành trình có mấy giai đoạn, lộ trình ra sao, năm Pháp Phụng Sự Vùng Cao 2023-2024, mục tiêu, nội dung đào luyện như thế nào, văn hóa học tập, quy ước, vai trò, luật chơi, nội dung bài tập ngày. Sau khi nhận danh sách chính thức từ ban tổ chức Từ Tâm Mạnh, chúng ta đã cùng nhau vào Zoom nhỏ làm quen, dường như những khoảng cách bỡ ngỡ ban đầu dần gỡ bỏ. Thay vào đó là hiểu thương nhau hơn, lắng nghe nhau hơn, chấp nhận nhau hơn, rôm rả, hào hứng hơn. Chúng ta đã có nhiều khoảng khắc thú vị bên nhau, vui vẻ có, trầm tư, ngẫm nghĩ có, hạnh phúc có, xúc động có. Đặc biệt, văn hóa gọi điện 5 phút và mô hình hoạt động xóm đã khắc phục và hỗ trợ bọc lót được cho nhau. Sau gần 2 tháng thực học, thực hành, thực chứng, phụng sự, chắc hẳn chúng ta ai cũng có những trải nghiệm, bài học, thông điệp cho riêng mình. Dường như mỗi thành viên trưởng thành hơn rất nhiều. Chúc cho tất cả chúng ta luôn tỉnh thức nhận diện được đâu thực chất văn tư tu chuyển hóa,
Tự nhắc mình tôi là người phụng sự, sống làm việc với tinh thần vô tư, chẳng có gì trước cuộc đời sinh tử, có mệt thì ngồi xuống thiền buông thư. Một số hình ảnh bài tập, tác phẩm thơ ca, hoạt động rèn thân, một số khoảnh khắc trong hành trình. Hành trình phụng sự văn hóa đọc vùng cao 2023-2024 online đã khép lại, nhưng hành trình tự học vẫn luôn ở bên ta. Nguyện chúc tất cả chúng ta luôn vững bước trên con đường đào luyện bản thân và phụng sự.